chứ mình buồn ngủ mình học cũng không có vô đâu, đó nói thiệt. Rồi tạo một cái HTML, làm một cái form nha. Ví dụ mình để bài 1, ví dụ mình để bài 1 rồi, và đương nhiên cái này là nó có một cái CSS ở đây, hoặc là các bạn ghi trực tiếp trong đây luôn, có CSS thì trực tiếp file luôn không sao cả, không cần tách ra đâu cho đỡ mất thời gian, cái gì trên thi mà đừng có màu mè. Rồi ở đây mình làm cái form, cái form ta yêu cầu làm gì thì làm đi trang vậy ha. Rồi cái form này thì nó không cần cái gì trên rồi á, không cần ghé, không cần bot, không cần nem, không cần gì trên. Giờ này mình truy xuất đơn thì tùy theo các bạn làm truy xuất kiểu gì để các bạn truy xuất nha, nó không cần cái form này luôn, tại vì khi mình làm summary đó thì deep hay là bất kể cái thẻ gì đó, đều tương tác được với cái thằng này hết nha. Thì ví dụ như mình cho một cái ID nào đó đi, ID là form đi đó. Rồi trong cái ID này nó sẽ có các cái input, người ta cần cái gì thì làm đó ha. Input ví dụ như input ID thì không cần đâu, ID để tự động tăng, thì mà làm mình sử dụng cái hàm match chấm random để em làm cái random chẳng hạn, hoặc là mình có thể là cho nó tăng trong lúc mà mình ép cái đối tượng nó vô cái mảng. Còn ngay cái chỗ này mình chỉ cần nhập những cái thông tin quan trọng thôi, ví dụ như tên nè, tên sách nè, tên sách, tên sách, rồi tên sách, input thứ hai, rồi nó là hình hả, nó là hình file, nó là hình. Rồi input thứ ba nó là giá, giá cũng là test luôn ha. Rồi nó là giá. Input thứ tư là khuyến mãi đấy. Để bát này vô, bát nội dung đề thi này vô. Cho nên mấy cái cơ bản mình phải làm nhanh, cổng này mình đang ôm mình từ từ chơi vậy đó, để các bạn thấy nha. Cấu trúc đề ôm, ôm số 1 tức là mình sẽ có số 2 rồi. Khuyến mãi rồi, ok ha. Rồi mình có cái này xong rồi đó, thì mình bắt đầu mình có một cái button. Button thì cái button này là mình sẽ cho là nhập đó, thêm ví dụ như vậy. Rồi bây giờ đó, khi mà mình người ta yêu cầu là kiểm tra form thì mình làm, còn không ta không yêu cầu thôi. Muốn kiểm tra form thì nó quá dễ đúng không, sao rất cơ bản mà này không biết làm nữa, không biết làm nữa là câu xấu. Ví dụ như cái này thì là đừng có để cho trống, nó dùng tất cả đừng để cho trống. Cái này là cái giá này phải là số nguyên, thì mình coi cái điều kiện kiểm tra số nguyên nó là gì, cái khuyến mãi là số nguyên, ví dụ vậy. Rồi, ok ha. Rồi thì bây giờ mình làm tới cái phần là lấy dữ liệu về, tạo cái class cho nó, đưa nó vô cái mảng, rồi xong mới show nó ra ha. Rồi để show nó ra thì người ta yêu cầu là show trên table được rồi, thì lúc này mình có một cái div mới, một cái div mới là table nha, hoặc là danh sách book hay là book list gì đó chẳng hạn. Cách đặt tên các bạn cố gắng cho mình một cái cách để mình đừng có bị sai. Rồi ở đây là table, thì table mình có cái tr, mình có th, th chung nhiêu số thứ tự nè. Rồi ở đây bốn cái không thì mình có năm, có năm có sáu đó tùy ha, 2 3 4 5 6. Thì cái này mình cho là tên sách hoặc là mình cho hình trước cũng được. Rồi tên, rồi giá, rồi khuyến mãi, rồi hành động, tức là mình sẽ thêm sửa xóa nếu người ta đề nó yêu cầu, còn không thì thôi không cần cột hành động này, để không cần thì đứng thêm nha, không dư lợi dụng này ra đi. Rồi bây giờ ngay cái chỗ này của mình đó, thì nó là t body. Rồi xong cái t body thì nó có tr. Rồi ở đây nó có năm cột thì mình có năm cái td, chỗ này giống như học từ HTML, CSS và rất cơ bản, cái nâng cao chỉ là yêu cầu cuối cùng thôi, 2 4 5. Rồi ok xong, mình có sẵn hết ha. Rồi cái ID này là cái ID của cái bút viết này nè, cái này không cần đâu, bỏ này đi. Cái dữ liệu nào show ra thì mình đặt ID ngay cho đó là xong.
nha. Rồi cái này lấy về thì có hay đi ngay đây là ok. Xong cái này là ID form, cái này là add đi, add form đi đó. Ok, HTML như vậy thôi, ta không cần CSS thì mình không cần làm CSS. Khi nào làm xong mình thấy nó ngứa ngứa mắt mình hãy làm, không thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mới bắt tay vô làm Java Read nào. Bây giờ Java Read mà mình muốn tương tác hay muốn làm giống như gì đó, mình cứ để cuối cùng đi cho chắc ăn, để trên có khi là một số cái sơ suất mình không có làm function là thấy nó báo lỗi, cho nên mình để Java Read làm cuối đi. Rồi các bạn tách file riêng cũng được hay là các bạn để chung cũng được, chả sao. Tách file riêng thì mình tách tách qua tách lại dễ nhìn, còn để chung nhìn lăn ha, mà lăn khùng luôn, lăn khùng lăn đi luôn. Cho nên mình để riêng ra src, thì cái này mình để là bài 1.js vậy thôi, không mất mát gì đâu, mất thời gian gì nhiều đâu. Đây là bài 1.js. Ok xong, bắt đầu mình cứ tắt qua tắt lại mình làm thôi đó, cho nó đỡ rối. Rồi bây giờ mình mới lấy về nè. Javarip thì nó không cần name, chỉ cần ID thôi là được rồi. Còn không cần ID luôn, chỉ có một ID ngay chỗ này thôi, lấy được hết mấy này. Cho nên mình bỏ hết mấy này luôn, bỏ hết luôn. Rồi bạn nào xin xin thì sử dụng thuộc tính placeholder ngay chỗ này là được ha. Rồi ok, HTML vậy thôi á, 10 điểm. Tức là mình viết code ngày càng gọn, nó vậy á ha, viết code ngày càng gọn, không có rườm ra nhiều, mệt. Chỉ có một hai cái ID tượng trưng thôi là xong. Rồi bắt đầu mình đưa mình lấy dữ liệu về thôi là sao nha. Rồi làm sao đơm, đơm như thế nào, ôm lại nè. Thì khi mà mình có cái form xong, cái sự kiện list này nè là cái sự kiện để lấy dữ liệu này đem về nha. Bây giờ mình lấy đem về trước đi. Rồi sự kiện list, làm sao lấy được sự kiện list đây, và thằng gì, và thằng form đúng không, và thằng form bằng document chấm get element by id. Tại vì nguyên HTML nó chỉ có một cái ID thôi, ID nó tên là add form đó. Ví dụ như đề của người ta có HTML thì mình cứ lấy HTML làm tới, còn không có thì mình chịu khó mình ngồi mình gõ, đơn giản vậy thôi. Nãy giờ là mình đang ngồi gõ đó, tại vì tôi chưa có HTML, tôi về tôi xin xin tôi làm sẵn HTML cho các bạn luôn. Tại ví dụ như tôi phải làm thử coi cái này mà tôi làm từ từ á thì nó khoảng thời gian bao lâu, 15 phút hay nửa tiếng. Tất cả các đề mà tôi làm khoảng nửa tiếng thì các bạn làm tiếng là ok ổn, cho nên phải cho các bạn làm thử trước. Rồi tới đây nghỉ, không cần làm gì nữa hả, thành đúng không. Rồi bây giờ làm sao nữa, làm sao lấy được sự kiện ở cái button trong cái, tức là có nhiều cách lắm ha. Ví dụ như mình có thể lấy đơm của cái thằng con cuối của thằng này, hoặc là trong cái document này nó chỉ có một thằng này là button thôi, thì mình lấy button thôi rồi xong. Mình lấy list listening của thằng button này là xong nhé. Rồi thì bây giờ mình có hai cách làm sao cũng được hết trơn trọi. Rồi mình va luôn đi, va thêm cái nữa, ví dụ button bằng, có phải là nguyên cái này không, document chấm get element by 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 gì, by tag name, by tag name lấy thằng button, với điều kiện là trong cái document này nó chỉ có một thằng là button thôi, còn nhiều button thì nó phải ra được cái mảng. Lúc này thì cái này nó là cái mảng nè, và cái này là một button, với là mảng số 0 nè đó. Thì nếu mà làm vậy á, với dữ liệu mà document nó nhiều á không ổn, mình nên truy xuất theo cái dạng bữa hổm mình làm giỏ hàng nó ổn hơn, tại vì mình biết button nó thuộc quỹ này nè đó. Thì sao, cái này tôi viết chơi để mai mốt các bạn
có thể làm theo cái cách này cũng được không sao hết á, nhưng mà với điều kiện là document này nó ít và nó chỉ có một button. Còn nếu nó nhiều button thì mình phải biết button nó nằm thuộc ở cái div nào, ở ID nào. Thì bây giờ bước tiếp theo mình xác định button, mình xác định ra có phải là bằng cái form chấm, bữa hổm mình học gì quên tiêu rồi ta, check. Rồi đối với bạn cho nó số máy, điểm cho tôi coi cho nó số máy, cho nó 8 7 6 5 4 3 2 1 gì đó. Object tag 9 sao nó ra object test không vậy trời, mình sai gì vậy, nó ra test không vậy, mấy cái này input mà input test hả? Sao à, nãy quên F5, nãy giờ làm không có F5 nha, nó không hiểu F5 sao tôi nhớ tôi chạy cái server live mà ta, tôi nhớ tôi chạy server live rõ ràng mà. Đó, ha, nó là số 10 các bạn ha. Nó là số 10. Object HTML button là mình số 9. Rồi, ví dụ như tùy theo, ví dụ như mình thêm br vô thì nó làm sao? Đó, mình ngồi mình quậy như vậy để mình hiểu, để mình rút ra kinh nghiệm hả? Thì đó, nó nhận cả br để mình hiểu cái nó là cái gì. Hình đúng không? Rồi mình cho một cái last center ngay đây đi, để cho nằm ngay giữa, tôi để xéo xéo tôi khó chịu quá. Tôi bị ngứa ngứa mắt là sao? Tay đi, cái này có một cái một CDF thôi. Sáu trăm pixel mà game không auto. Body phong size cho nó to lên, phong size nhỏ quá. Input phong size 18 bt, rồi bự lên dễ nhìn rồi. Bất tình ok ha. Cho nó cách khoảng ra xíu. Rồi chị chắc tôi về tôi làm cái HTML sẵn quá, bây giờ mất thời gian của các bạn quá trời. Rồi chút tranh tranh, tôi có cái bệnh gì đó, ta gọi là cái bệnh gì đó, nhà mà nó không có ổn là nó chịu không nổi. Mình nó tin mình gì OCD gì đó.
bệnh là bệnh chỉnh chu nó thô nhưng mà nó cũng phải chỉnh chu, mà nó thô mà nó nhìn thấy gốm là nản. Rồi thì bây giờ bắt đầu tiếp ha. Bây giờ mình đã thêm mấy cái BR vô rồi thì bắt đầu nó phát sinh ra thêm rồi đó, thì nó gấp đôi lên. Ví dụ như nè 18 bằng điểm là nó là mà thứ mấy vậy? 18 không phải 1 2 13. Đúng rồi, hay ta. Nào điểm gì? Cực sắc gì rồi. Một điểm thưởng nha. Rồi bây giờ làm sự kiện đi. Mình đã có bất tình rồi nè. Thì bây giờ làm sự kiện thôi. Đấy, cho nên các bạn phải làm nhiều vô để các bạn biết coi cái chai nó mình đang ở số mấy. Đúng rồi. Đọc. Add event listener. Rồi, mở ngoặc ra hả? Sao mày nói sớm mày? Rồi, ở trong đây là gì? Sự kiện. Click. Rồi gì nữa? Một cái callback function. Callback function này là gì? Dấu ngoặc tròn, suy ra, dấu nhọn. Rồi đó, xong rồi đó. Cái lại lít vô gọi làm gì? Lấy dữ liệu về nha. Thì bây giờ nó đã lít vô rồi thì bắt đầu nó lấy dữ liệu về nè. Thì bây giờ mình lấy từng em thôi, y chang như cái này. Ví dụ như mình không ở trong, mai mốt mấy cái biến mà nó ở phía bên trong, trong hàm, trong sự kiện, các bạn phải báo let. Cái là cái quy tắc ha. Còn mình phải báo va cũng chả sao hết á nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái gì ạ? Tên, tên tên sách bằng bằng cái gì? Nguyên cái đám ôm này nè. Rồi cái này số mấy? Số 2 đúng không? Chấm value. Đó. Số 2, số 1. 21 thì mình tự coi đi. Mình đúng đường cái rồi thì nó đúng cái kia thôi. Cái này là giá. Cái này hình chứ. Hình trước hay giá trước? Hình trước giá sao? Hình giá khuyến mãi. Rồi cái này là 2 4 6 2 2 3 4 5 2 5 8 9. Hai năm tám chín, nhớ sai á, thằng quỷ kia 13 là thằng quỷ này nó 10 chứ. Đây nè, thằng này 13 nè, thì 12 nè, 11 nè, 10 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ngày 10. Thằng này 10, điểm sau ra 9 không biết nữa. Thằng này 10. Thằng này 7 hả? 8 10 9 8 7 7 6 5 4 Ủa sao nó ra 13 ta? Cái nốt là phải nốt 13 đâu, sao ra nó 13? BR.
show đó lên. Tên hình giá khuyến mại số 0, tên book 1, đâu ra số 0 vậy? No, 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 no. Tên bốn cái nguồn hết. Trời ơi là trời. Coi chừng nha, coi chừng nó bị sai chính tả nha. Và luôn nha. Để như nó và luôn cái nó nuôi nguyên nguyên một dãy luôn. Và luôn. Nó và luôn. Tên chấm 1 2 3 4 5 6 7 8 9, tên đúng nè, giá đúng nè, khuyến mãi đúng nè, rồi chỉ có cái hình là chưa thôi. Tên thì cái này là bút 1, giá là 100, khuyến mãi là 10, bút 1 100, khuyến mãi 10 rồi, đúng rồi nè. Cái input đầu tiên nó là 1 chứ không phải là 2. Mấy kỳ đúng hết rồi. Rồi tới cái hình. Sao lấy cái hình được? Rồi sau khi mình đã có mấy cái này rồi thì bắt đầu mình làm cái class cho đó. Tức là mình viết class mới. Mình viết một cái class ở trên ở dưới gì cũng được. Rồi, cái class này mình tạo là một cái class book. Trong class book này đó, mình có hoặc là khai báo thuộc tính hoặc là không khai báo thuộc tính. Rồi mình mới gán giá trị cho nó. Thì bây giờ là cái hàm của mình là hàm khởi tạo constructor. Constructor. Rồi hàm khởi tạo của mình là nó có cái gì? Ví dụ như nó có những cái biến để lấy giá trị. Ví dụ như là nó có tên nè, nó có hình nè, nó có giá nè, nó có khuyến mãi nè. Mới là biết chấm tên bằng tên. Rồi tương tự như vậy cho các thuộc tính khác. Rồi ví dụ gia hình rồi giá rồi khuyến mãi rồi cái đề người ta yêu cầu là phải có một cái function get để mình lấy cái thông tin này mình ép vô cái mảng. Thì bây giờ mình mới có một cái function là get book.
đó. Thì cái get book này á, nó phải trả về một cái gì đó, trả về một cái mảng, một mảng book list gì đó, ở book chẳng hạn. Cái là một cuốn sách, trả về một mảng cuốn sách. Thì cái mảng này á, thì nó sẽ là ở book. Bây giờ mình let nó luôn, let ở book luôn. Đó, nó sẽ bằng bằng một cái mảng. Thì cái mảng này nó chứa những cái hình này, ở những cái thuộc tính này. Cái này là mảng đơn, mảng không liên kết. Rồi. Còn người ta kêu làm hàm hiển thị thì đây mình hiển thị thôi. Show book. Rồi hiển thị theo kiểu gì đó, tùy. Tức là mình lấy những cái thuộc tính này nè. Mình show nó lên. Nó thuộc gì vậy? Cái gì mấy dấu này đúng không? Thấy thuộc vô là thấy kỳ. Rồi, cái show này thì tùy đề yêu cầu nó show ra thêm cái box, show ra thêm cái gì đó kệ ha. Không quan tâm, để đó từ từ tính. Rồi, thì bây giờ mình mới bắt đầu là mình new một cái book. Rồi. Ở đây mình mới là và new book bằng một cái new book, mở ngoặc ra, hàm khái tạo mình theo cái vị trí này nè, thì ở đây mình cũng y chang vậy thôi, tên, hình, giá, khuyến mãi. Rồi sau đó thì mình mới add vào cái danh sách book, thì lúc này ra bên ngoài này nè, mình mới khai báo cho nó một cái data book. Book list ở đây nè. Đó. Thì ở đây nè, mình mới có một phần em thôi. Tức là mình sẽ đưa vô cái book này, cái book list này. Mình mới cho nó boot. Mình mới boot cái thằng new book này nè. New book chấm cái hàm này mình vậy quên nè, get book. Tức là nó khởi tạo một cái book mới, rồi nó lấy cái phương thức get book thì nó mới ra được một cái thông tin một cuốn sách. Rồi mình lấy thông tin cuốn sách đó mình mới get nó vô cái mảng book. Thì cái bài này kết hợp giữa cái class với cái mảng. Rồi. Cái này mình lock nó ra thử coi nó có cái gì trong đó chưa. Console lock thằng book list. Các bạn phải hiểu rõ khi nào cái biến nó nằm bên ngoài, khi nào cái biến nó nằm bên trong. Rồi khi nào mình tạo một cái item rồi mình mới add nó vô cái danh sách đó. Ví dụ như nếu mình làm mảng không á, thì mình lấy cái này nè, mình đưa vô là chuyện bình thường rồi. Bây giờ mình đang học class cho nên mình phải khai báo một cái class. Để bắt đầu mình new một cái book. New một cái book với những cái thuộc tính mình vừa lấy về.
rồi xong mình mới đẩy nó vô cái mảng. Bây giờ có cái mảng rồi thì mình lóc nó ra rồi là xong nha. Ví dụ như cái đề đây yêu cầu là cần lóc thì mình chỉ cần lóc thôi, còn cái đề đây yêu cầu mình phải đưa ra HTML thì mình đưa ra HTML. Đề đây yêu cầu là đưa ra HTML ở cái dạng bảng thì một lát mình gắn đây nữa là ok. Rồi, F5. F5 chạy thử. Cần xin lốc. Mở sẵn ha. Rồi, bước 1. 100 giảm giá 50. Đó. Nó gái gì trời, nó gái gì á, sao viết bút bút 200 giảm giá 100. Hình không được định nghĩa, hình không được định nghĩa ở cái dòng số 25 bài 1 GS. 25 bài 1 GS hả? Ai làm kỹ? Cái này là giá, bút 2, 200 giảm giá 50. Đó, được rồi nè. Rồi thêm cái nữa, bút 3. Rồi 300 giảm giá 100. Đấy, ra hai nè. Giống như làm giỏ hàng thôi, nhưng mà bây giờ mình quản lý cái thêm thêm vào mảng. Và mình kết hợp phát luôn. Hai bài. Đó, hai bài. Vừa làm vừa nói, vừa giải thích, vừa tra cứu lý thuyết. Nó cũng mất khoảng 30 phút thôi chứ nhiêu. Thì bây giờ mình về mình ôm mình rảnh cái mình làm khoảng 10 phút 15 phút thôi là hai câu xong. Rồi ví dụ như cái đề người ta yêu cầu sẵn HTML thì mình đâu cần mất thời gian HTML, mình chỉ cần lấy HTML mình show lên là xong ha. Cho nên các bạn phải nắm rõ cái phần cơ bản này một xíu đó, cái cách mình tạo một cái class, rồi cái cách mình lấy dữ liệu về viết có chút xíu à, cách tạo sự kiện, cái cách khởi tạo một cái class mới, rồi gọi cái hàm, rồi console.log ra. Không còn console.log thì đưa ra HTML thôi. Người ta kêu đưa ra cái này, cái HTML. Đây, ngay đây. Booklet. Thì bây giờ mình tiếp tục đưa ra thôi. Ví dụ như mình viết một cái hàm để mình show booklet. Show. À không, hàm không được. Tại này chỉ là một cuốn sách thôi. Tính cái này là tạo danh sách thì tạo không được. Tại vì cái mảng nó nằm riêng bên ngoài, nó không thuộc về đối tượng này. Đối tượng này nó chỉ xử lý cái thằng này thôi. Cho nên mình show booklet ở đây không được ha. Cho nên mình show trực tiếp thôi. Và booklet bị trùng nha. Sách đi. Sách bằng document. Thì cái này các bạn làm thường xuyên rồi. Get element by ID. Bây giờ cái này mình là booklet nè. Rồi xong.
Bây giờ xuống đây là mình sẽ là đọc đọc ra, đọc cái mảng ra. Đọc cái mảng đấy gì quên rồi ta. Có hả? Có một kết quả. Và danh sách sách bằng rồi for each. Rồi ha. Rồi. For thì cái mảng mình là gì? Là bút lít nè. Rồi. Cái này thì là y tầm nè. Rồi. Cái này nó là cộng bằng nè. Cái này dấu backstick nha. Rồi cái này là cộng bằng nè. Rồi, cộng bằng cái gì? Nguyên cái HTML này của mình nè. Đưa đây nè. Rồi, mình đưa cái dữ liệu ra thôi. À, số thứ tự từ từ đến nha. Bây giờ cái này là cái nem hay cái hình đây. Cái cột đầu là hình, cột sau tên, giá, giá khuyến mãi. Tên, tên nằm đây. Đô la, đô la y tầm chấm tên bút lít của mình đó, nó là cái tên. Để cái mạng đẩy Nguyễn này vô. Hồng Nguyễn này là đưa tên thôi, không có liên kết. Thì chỗ này mình chấm tên nó không hiểu đâu, nó phải là không không một hai ba, vậy là nó là không đấy. Tên giá, giá là 1 2 0 1 2 3. Bây giờ các bạn nắm rõ cái việc là khi nào nó là tên, khi nào nó là số chưa? Thì do cái chỗ này của mình nó vậy nè, é từ một cái mảng mà nó không có cái key, nó chỉ nó có bốn cái value này thôi, thì khi mình gọi mình phải gọi chỉ số, chỉ mục nha. Khi nào chỗ này nó có là tên vậy á thì ở đây nó mới có, ở trên đây mình mới gọi chữ tên trên đây. Còn không thì thôi, nó chỉ value thôi thì là mình gọi là chữ chỉ số, chỉ mục. Rồi, sau khi mình đã for rồi thì mình phải cho nó ra đi. Thì là danh sách, thì là sách chứ quên, chấm inner HTML bằng bằng với danh sách sách vậy nè. Thế này là cộng bằng ha. Đấy. Con đường em về bằng chưa, hoa tím nghìn không đợi chờ. Tụi em vừa tròn 17. Con đường bút bút một 150. Đang đóng. Có gì lắc đầu trời, những kiến thức cũ xì chỉ kết hợp là nâng cấp lên xíu thôi, ghi cho nó gọn cho nó chuyên nghiệp thôi, nó hơi đi vòng vòng đúng không? Lỗi gì? Nó để gọi thật cho nó.